Rồi chào cả nhà nhé. Giờ bắt đầu mình đi bắt ốc ma. Ốc ma nó hàng nó hay ăn nó phá mấy cái rau gì phải đi bắt này. Đây. Trời mưa. Hả? Ở đâu? Đang mưa nhỉ? Mưa lấy bánh. Rồng rầm. Ô, cái sao nó ốc ma dưa hành le dưa bờ ghê vô tụ đây có nói cốt cây đấy rồi mày nhiều quá là con này là thủ phạm đây đây còn con kia đây nè đây nè đang soi ở đây không ở đây 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 nè nơi cái chỗ đèn pin con soi luôn nè con thấy con ốc à nhỏ hả rồi chết đó quất cái ra hả ốc ma hay ăn cải năm phía trống trống mệt mẹ nữa mũi nè dại mũi cũng vô bộ bắn rồi cái con đi là thủ phạm đấy giờ mình bắt được to to ốc to đây nè xử dở thằng cho nó hơi đủ bám ốc ma rất là nhiều nha ốc tái gọi ốc ma thường là mình gọi ốc sên đây 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 nè lấy cái đồ chân bên này đó chỗ đang bên soi đây đó đây nữa nè chứ. Mùa này mùa sinh sôi nảy nở của nó. Nó nhỏ đó. Con gặp nè. Con gặp nè. Con nó kìa. Đầu kia luôn. Ngon. Đây. À, con đây nè. Đó giờ đang bên đó. Có cái phú. Lấy cái mẹ có nhé. Lấy hả? Đó. Xíu đi mình ăn tí. Mới đẻ mốt. Bỏ lên. Mốt lực kia. Yeah. Con ngoài ngoài kìa. Đây. Mày ăn đi ra thôi. Con to quá trời đây ốc ma con to thì bá luôn sở này mà có heo á đó. Rồi đây 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 chân diệt con ốc ma rồi các bạn đây con này chắc là chết rồi mấy người chết hàng gì uống ốc ở đâu mà ai mà dẫm luôn chết quá trời ốc mơ a một ốc mơ hai con một đây 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 trời ơi tụi nó bắt đầu lạng hết đó không phải ốc ma ốc đá đó ăn ngon đây nữa nè giờ nó đấy ốc
ốc đá đó nữa, ốc luôn. Cái đen là rõ nè. Ốc mố hơn cũng. Ừ, một con bự nè bác. Bắt ra. Ừ. Thử, có đi hết chứ đâu. Sọt. Tiếp tục quan sát các con ốc ma. Cái dao này nè, cái này nhiều. Đây, con chờ bán. Con chờ bán. Gì sợ con chờ bán nữa. Tụi mình vô liếm chứ. Bắt. Mình đây. Một ốc ma nữa, ốc ma, ốc sên đó bà con. Quá trời. Đâu rồi? Đây. Không? Đấy, giỏi nè. Đó trong cái vòng này. Cục đó. Rồi. Mẹ đạp vắt người con đây. Đây, ba hai con luôn nè. Kia kìa, đó, cái đèn đằng kia. Đó. Nhiều đủ cùng giết tận chứ ba. Ừ, tối rủ. Phá mùa nặng là thôi, phá hồ bán rồi. Ừ, đây. Một con. Hai. Mày. Đây nè. Nè. Mày. Ừ, văng chân đây nè. Đây nè. Ừ. Đây nè. Đây. Ừ. Nó tụi ba tài đỏ được nè. Bò nhớ đi. Bắt rồi mày lên đây hết rồi. Trừng gà đẻ nữa đây. Đây, gà đẻ. Gà để trứng luôn nè. Để trứng đây nè. Đó. Có chừng tốn đi. Luôn luôn. Ờ, mới nãy qua bắt vô cho vịt nó ăn. Đằng ốc nó thịt ngọt lắm. Chiến dịch diệt ốc sên chấm dứt tình.